Đây là bộ dây loa Van Den Hui DIY cho khách, một đầu bắp chuối, một đầu càng cua. Sử dụng nguyên liệu đầu vào rất là cao cấp, rắc càng cua của Magintoc. Loại rắc này cực hiếm và cực chất lượng. Chỗ hai con ốc này phải dùng rắc 6 cạnh để xoáy nhé. Đây, đây sẽ dùng hai con ốc này, ốc vít này sử dụng rắc 6 cạnh. Nên là quý vị nào có mua rắc này về thì nên có đồ dùng để xoáy nhé, để không rắc hai cạnh thì không xoáy được. Theo như thông tin của bản hãng này, rắc được mạ ở lớp gọi là Blantium, tiếp xúc rất là tốt và chống oxy hóa. Rắc bắp chuối này cũng vậy. Ở giữa có một thanh ở giữa để chống bẹp rắc. Thân rắc được mạ nước mạ carbon. Nước ở giữa thân rắc này thì chúng ta cho đồng hồ vào đo kiểm thì sẽ cách điện thân rắc. Nước mạ này mạ carbon. Cách điện rất là tốt. Còn đây là dây loa Van Der Hui, đồng mạ bạc, đồng tơi, mạ bạc trắng tinh như này. Nhìn giống những sợi bạc tinh khiết nguyên chất, nhưng mà để cho âm thanh nó chi tiết ba dài, nó ấm hơn thì bản hãng sử dụng dây đồng mạ bạc chứ không phải bạc nguyên chất. Nhìn sợi đồng này, bạc trắng hơn cả tóc. Đây, VV bạc cho quý vị nhìn thấy. Đây, một đầu đã hoàn thành. Những sản phẩm dây loa được DIY tại Eway 301 không những chất lượng mà còn thứ nhất là mang cái độ sắc nét rất là cao. Bởi thợ làm có tay nghề và cái sự tỉ mỉ, sự thận trọng khi làm. Cái này không thể ẩu được, không thể làm ẩu được. Nên là rất nhiều khách giục chúng tôi là sao lâu thế, bởi vì rất nhiều người phải đợi. Nên là quý vị nào có đặt hàng những sản phẩm về hàng DIY thì nếu mà có thể đợi khoảng 2-3 hôm thì có thể thông cảm nhé. Chúng tôi quan trọng về chất lượng chứ không quan trọng về số lượng. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu về phụ kiện âm thanh, đặc biệt là dây tín hiệu âm thanh thì có thể liên hệ số điện thoại. Chúng tôi có rất nhiều mẫu chất lượng, giá cả hợp lý. Rồi nhắc lại giá rất là tốt. Muốn đem đến cho người chơi những cái trải nghiệm mà thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn.